cầu. Đây là đôi bài vạn dạng trong chuyện cổ tích ngày xưa. Đôi bài thần đất đi đem đâu mà chẳng được. Đặt xuống hỏi chuyện mưa trưa, bụng nước còn đi khó đi. Bác tự với sách tay, đi theo bà con nông dân. Sở trên trên đang đứng đồng đang trái, đang vụ gạt. Bác là sáng mùng cao lộ ruộng, tay sắt hoặc nát kẹt đôi dép. Cho đến lần đi theo Ấn Độ, khi bác lên máy bay, người trong vùng đi thì mọi người trong cổ cảnh vệ giấu dép đi. Để sẽ một đôi giày mới. Máy bay hạ cánh xuống New Delhi, bác tìm dép, mọi người chưa? Có lẽ đã cất xuống máy này của máy bay rồi ạ, thưa bác. Ba biết các chú có trách của bác đi cứu gì? Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn, nhân dân ta còn khó khăn. Bác đi hát cao su nhưng bên trong là có đôi tóc mới khá là đủ lắm mà vẫn lịch sự. Bác ôn tồn nói. Vậy là các chiến sĩ phải trả lại dép để bác đi vì dưới đất chủ nhà đang nóng lòng chờ đợi. Năm 1960, bác đến thăm một đơn vị hải quân nhân dân Việt Nam. Các chiến sĩ đồng lại kéo theo, ai cũng muốn chiến chân vượt lên đã được người bác hôn. Bác vui cười nắm tay chiến sĩ này, vỗ vai chiến sĩ khác, bỗng bác đứng lại. Thôi, các cháu dẫn làm tụt đôi dép của bác rồi. Nghe bác nói, mọi người dừng lại cúi xuống yên lặng nhìn đôi dép, rồi lại ồn ào lên. Thưa bác, cháu sửa được ạ. Thấy vậy, các chiến sĩ cảnh vệ trong đoàn chỉ đứng cười vì biết đôi dép của bác đã phải đóng tin sửa mấy lần rồi. Bác cười nói. Cũng phải để bác đến gốc cây kia, có chỗ dựa mà đứng đã chứ. Bác lè xịt, lấy đôi dép đi gốc cây, một tay vụ ngồi cây, một chân co lên tháo dép ra. Đây, cháu nào giỏi thì chữa hộ dép cho bác. Một anh nhanh tay giành lấy chiếc dép, giơ lên nhìn gỡ ra, đúng tủng, bác phải dược. Ơ kìa, nhắm mãi thế, nhanh lên cho bác còn đi chứ. Anh chiến sĩ, lúc nãy chạy đi đã trở lại với chiếc bố con, mẹ cái đinh. Cháu để cháu sửa dép cho bác, mọi người giãn ra. Phút chốc, chiếc dép đã được chữa xong, những chiến sĩ không được may mắn chữa dép phàn nàn. Tại dép của bác cũ quá, thưa bác thay dép đi ạ. Bác nhìn các chiến sĩ nói. Các cháu nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Đôi dép của bác tuy cũ nhưng nó chỉ mới tục quay. Cháu đã sửa lại chắc chắn bác. Thế này còn thọ lắm, mua đôi khác thì chẳng đáng là bao. Nhưng khi chưa cần thiết thì cũng chưa nên. Vì phải tiết kiệm, đất nước ta đang còn nghèo. Bài học đến đây là kết thúc. Bài học rút ra từ câu chuyện cho chúng ta học được nơi bác Hồ lối sống giản dị, tiết kiệm, dù ở vị trí càng cao nhưng người càng giản dị, trong sạch, đã hộ được không xa xỉ, hoan phí. Cuộc đời bác là tấm gương sáng về đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Nếp sống giản dị của bác chính là tấm gương để mỗi người chúng ta noi theo. Quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh vào trường học và làm việc thật ý nghĩa.